Thưa quý vị, những ngày qua, thông tin về 4 cán bộ chiến sĩ công an, 2 cán bộ xã hy sinh và một số người dân thiệt mạng trong vụ nhóm nghi phạm tấn công tại huyện Chư Quynh, tỉnh Đắk Lắk khiến người dân cả nước không khỏi bàng hoàng, xót xa. Tây Nguyên, những ngày tháng 6, nỗi buồn nhuốm cả miền đất đỏ Ba Gian. Các liệt sĩ hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ với rất nhiều dự định hoài bão dở dang. Tiếc thương, đau xót trước những mất mát quá đỗi lớn lao, các lực lượng chức năng hiện vẫn đang dốc toàn lực để truy bắt những đối tượng còn lại trong nhóm tấn công. 4 cán bộ chiến sĩ công an nhân dân, 2 cán bộ xã thuộc tỉnh Đắk Lắk đã hy sinh khi làm nhiệm vụ giữ gìn sự bình yên cho nhân dân. Các anh đã ngã xuống, để lại sau lưng sự xót thương vô tận của gia đình, đồng nghiệp và tất cả người dân Việt Nam. Rất nhiều cư dân mạng đã để lại những bài viết, bình luận bày tỏ sự tiếc thương trước sự hy sinh của các liệt sĩ. Nghe tin mà lòng nặng trĩu. Trong cuộc đời ai cũng muốn được sống, vì họ không chỉ có một mình mà còn có gia đình, vợ con, cha mẹ phía sau. Họ đã hy sinh khi tuổi đời còn quá trẻ, bao nhiêu ước mơ còn dang dở. Vì nước quen thân, vì dân phục vụ, giữa thời bình mà phải hy sinh. Tôi không muốn tin điều đó là sự thật. Vô cùng thương tiếc, chia buồn với gia đình các liệt sĩ. Sự hy sinh của các anh, chúng tôi luôn luôn khắc ghi. Người đau lòng nhất vẫn là người ở lại, say dứt nhất là người đã ra đi mãi mãi, không thực hiện được mong muốn bao năm. Xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình và đơn vị nơi các đồng chí đang công tác. Cần trừng trị nghiêm nhóm người đã gây ra tội ác. Sự hy sinh trong thời bình thật quá đau xót. Thành tâm chia buồn với các gia đình liệt sĩ và người dân vô tội. Vụ việc 6 cán bộ hy sinh trong khi làm nhiệm vụ đã để lại bao nỗi đau cho gia đình, người thân, nỗi tiếc thương vô hạn của đồng nghiệp, nhân dân. Tuy nhiên trong tang thương và nỗi đau ấy, những ngày qua, gia đình các đồng chí cũng được tiếp thêm hơi ấm, bởi luôn có đồng đội kề vai, nhân dân sát cánh. Sau khi sự cố xảy ra, lãnh đạo từ trung ương đến địa phương đã luôn quan tâm, thăm hỏi và chia sẻ tới gia đình các đồng chí. Phó Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định cấp bằng Tổ quốc ghi công đối với 6 liệt sĩ. Trước đó, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký quyết định truy thăng cấp bậc hàm đối với 4 cán bộ chiến sĩ công an xã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ tại huyện Chư Quynh, tỉnh Đắk Lắk. Những sự quan tâm hết sức kịp thời từ Đảng, Nhà nước và lãnh đạo Bộ Công an, xin kính cẩn nghiêng mình trước anh linh của các liệt sĩ đã hy sinh thân mình để bảo vệ đất nước. Tổ quốc và nhân dân đời đời nhớ ơn các anh, mong rằng sẽ tiếp tục có những chính sách, những sự hỗ trợ thiết thực hơn nữa tới gia đình các đồng chí để các anh ra đi được an lòng. Sự hy sinh của các anh sẽ không bao giờ vô nghĩa. Ghi nhận này sẽ là niềm an ủi to lớn cho người thân và gia đình các đồng chí trước những mất mát to lớn mà họ đã phải nhận. Tuy nhiên, liên quan đến vụ việc, trong ngày 13 tháng 6, Công an tỉnh Quảng Nam đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với một đối tượng về hành vi cung cấp thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm cá nhân liên quan đến vụ việc gây rối an ninh trật tự tại Đắk Lắk. Qua vụ việc, người dân nên cẩn trọng trước các thông tin sai lệch, không được kiểm chứng, đồng thời tuyệt đối không đăng tải, chia sẻ những bài viết có nội dung xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức. Chúng ta nên cập nhật thông tin từ các cơ quan báo chí chính thống như báo Công an Nhân dân, truyền hình ANTV, VTV, chứ không nên tin các bài viết trên mạng xã hội, rất dễ mắc bẫy của các thế lực thù địch. Xử phạt để làm gương cho những người khác, cần cẩn trọng trong việc chia sẻ trên mạng xã hội, đặc biệt trong những lúc nhạy cảm như thế này. Phát ngôn sai sự thật trên mạng xã hội rất nguy hiểm, mỗi người cần có trách nhiệm trước nội dung mà mình đăng tải. Mỗi hành động, mỗi gương sáng vì nước quên thân, vì dân phục vụ của các anh hùng liệt sĩ đã góp phần làm cho hòa bình, ổn định của đất nước được giữ vững, kỷ cương phép nước được nghiêm minh, tài sản, tính mạng và cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân được bảo vệ. Quan điểm của bạn như thế nào về nội dung trong tiểu mục cư dân mạng ngày hôm nay? Hãy chia sẻ trên fanpage Truyền hình Công an Nhân dân.